Người ta thường biết đến những vị hoàng hậu Trung Hoa phong kiến ngày xưa là những người đứng đầu hậu cung, cai quản cả hàng ngàn nô tỳ, hàng trăm phi tần khác nhau của hoàng thượng. Hoàng hậu được xem là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng đế bình thường bận bịu chính sự nên hoàng hậu sẽ phụ trách quản lý toàn bộ phi tử và kẻ hầu người hạ trong hậu cung. Bất cứ ai không tuân theo quy tắc đều sẽ phải đối mặt với việc bị trừng phạt. Sở dĩ hoàng hậu nắm toàn quyền trong tay là do thứ bậc ở hậu cung quyết định những chuyện đó. Những vị hoàng hậu đó nếu không phải là những người xuất thân trong những gia đình danh gia vọng tộc thì cũng là những mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, dung nhan sáng ngời, khiến hoàng đế say mê. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ và vị hoàng hậu da màu độc nhất trong lịch sử Trung Hoa phong kiến dưới đây là một ngoại lệ như vậy. Bà vốn chỉ xuất thân là một nô tỳ, là một người nước ngoài da màu, gia đình không hề có quyền thế. Đã vậy dung nhan còn thô kệch theo quan điểm của người Á Đông, đến mức nghĩ suốt đời này mình không thể lấy được một tấm chồng, chứ đừng nói là trở thành hoàng hậu. Vị hoàng hậu ấy chính là Lý Lăng Dung, vợ của Đông Tấn Giản Văn Đế Tư Mã Dục, vị vua thứ 8 của triều Đông Tấn. Theo lịch sử ghi lại thì với dáng người cao to, nước da khỏe khoắn, tóc lại xoăn của Lý Lăng Dung, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bà hoàn toàn không phải là người Trung Nguyên. Có sách chép lại, bà đến từ một vùng đất xa xôi, sinh ra trong tộc người Lâm Ấp, là một tộc người từng sống ở Ấn Độ, Trung Đông và miền Nam Châu Phi. Tộc người này chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa cũng như tôn giáo Trung Hoa, vì vậy ngay từ thời xưa đã có sự giao thương và có lẽ vì thế mà Lý Lăng Dung đã vào Trung Nguyên ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, theo các tài liệu lịch sử khác nhau thì có một số nguồn cho rằng Lâm Ấp là một nước cổ thuộc người Champa và Lâm Ấp có thể nằm đâu đó tại Đông Nam Á, rải rác Indonesia hoặc là miền Trung nước ta bây giờ. Lâm Ấp cũng chịu ảnh hưởng từ văn hóa và tôn giáo Trung Quốc. Sau những cuộc chiến với quốc gia láng giềng cũng như sự thôn tính lãnh thổ của những quốc gia này thì họ đã hòa trộn với văn hóa Ấn Độ. Vì một vài lý do gì đó, ngay từ khi còn là một cô bé, Lý Lăng Dung đã bị bán vào vương phủ nhà Tư Mã Dục để làm nô tỳ chuyên dệt vải, lai lịch không rõ ràng. Từ những ngày đầu vào phủ, bà luôn bị ánh mắt coi thường, dè bỉu của những người khác làm cho mình cảm thấy phiền lòng vì ngoại hình của bà khác biệt hoàn toàn với chuẩn mực vẻ đẹp khi đó của người Trung Hoa. Lý Lăng Dung rất muộn phiền, buồn bã, không gia đình, không người thân, lại bị khinh thường. Thậm chí bà còn bị mọi người gọi với cái tên nô tỳ côn lôn. Nhưng có những thứ đúng là định mệnh, đúng là số phận. Bấy giờ trước khi làm vua, Tư Mã Dục chỉ là cối kê vương. Ông có 3 người con trai nhưng đều yểu mệnh chết sớm. Các phi tần khác thì dù cố gắng nhưng mà Tư Mã Dục vẫn không thể có thêm một người con nào. Lo lắng cho chuyện này, Tư Mã Dục còn nghi ngờ khả năng đàn ông của chính mình. Khi trong phủ có biết bao nhiêu thê thiếp mà tìm một người con trai để kế nghiệp nối dõi sau này cũng không xong. Đến khi con gái đầu lòng là Tân An công chúa ra đời, ông mới có lại sự tự tin. Tư Mã Dục đã vô cùng cưng chiều con gái. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn xóa đi những nỗi lo lắng về chuyện con trai nối dõi. Dù đã cố gắng mọi cách nhưng Tư Mã Dục vẫn không thể có con trai sau khi có cô công chúa đầu tiên. Lúc này, Tư Mã Dục được giới thiệu một thầy tướng số. Tương truyền người này đạo hạnh cao thâm, chỉ xem tướng có thể biết ai sinh được con trai hay là con gái. Tư Mã Dục liền giao trọng trách cho người này. Các thầy tướng số nói rằng, Tư Mã Dục hãy triệu tất cả các phi tần thê thiếp đến để xem tướng, rồi sẽ cho biết nên lập ai làm hậu. Nghe lời, Tư Mã Dục liền triệu tập tất cả tập trung ở trong phủ. Tuy nhiên, sau khi xem qua vài lần, các thầy tướng số tử vi đều lắc đầu, bảo không ai có khả năng sinh con trai nối dõi nữa. Buồn bã trước lá số bạc bệnh của chính mình, Tư Mã Dục liền thử thêm một lần nữa bằng cách mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ông liền gọi thêm tất cả những người hầu cận vào. Họ xem đây là cơ hội hiếm có để một bước đổi đời. Ai ai cũng súng xính áo quần, trang điểm tươi tắn để cho thầy tử vi xem tướng. Trong số đó có cả Lý Lăng Dung. Tuy nhiên khác với những cung nữ ôm mộng giàu sang khác, bà chỉ đến vì lệnh chủ thì không thể cưỡng lại được, chứ chẳng trông mong điều gì. Vì quả thật, với dung nhan của bà, cùng vẻ thô kệch quê mùa, sao lại có thể trở thành vợ của Tư Mã Dục? Trái lại, thật bất ngờ, khi bà vừa đến, thầy tử vi nhìn bà rồi nói chính là người này. Đúng là chỉ bằng việc Tư Mã Dục mạnh dạn mở rộng phạm vi tìm kiếm, và đúng hơn, chỉ bằng một câu nói của thầy tử vi,
nô tỳ Lý Lăng Dung xấu xí ngày nào đã chính thức bước lên vị trí cao hơn mấy bậc. Bà được Tư Mã Dục phong thiếp ngay sau lần chạm mặt đó. Sự kiện này được đánh giá là chấn động cả Trung Hoa lúc bấy giờ, vì không ai nghĩ một nô tỳ thô kệch như Lý Lăng Dung lại có thể vượt qua hàng trăm nữ nhân xinh đẹp khác trong vương phủ nhà Tư Mã Dục để được lập thiếp. Mặt khác, theo một số quan niệm thời đó, khi làm thê thiếp của các đấng quân vương thì ít ra phải có đủ công dung ngôn hạnh, nói nôm na là vừa xinh đẹp vừa biết chăm lo gia đình. Trong khi đó, Tư Mã Dục cao to, tuấn tú, dũng mãnh, kiêu hùng là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái trẻ, còn Lý Lăng Dung thì hoàn toàn khác. Quả thật, đây có lẽ là đôi đũa lệch nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa phong kiến. Về tướng mạo, Lý Lăng Dung bị coi là một trong 10 hoàng hậu xấu xí nhất lịch sử Trung Hoa. Trong khi đó, sử sách mô tả Tư Mã Dục là vị hoàng đế có vẻ ngoài rất hùng dũng, là hình mẫu mà những người phụ nữ thời bấy giờ luôn khát khao. Lại nói về chuyện của Lý Lăng Dung và Tư Mã Dục, không lâu sau thì Lý Lăng Dung mơ thấy hai con rồng quỳ lại mình, cho đó là điểm lành. Năm 362, Lý Lăng Dung hạ sinh vương tử Tư Mã Diệu, rồi 2 năm sau thì hạ sinh vương tử thứ hai là Tư Mã Đạo Tử, sau đó lại sinh ra một người con gái là bà Dương Công Chúa. Cũng từ đó, thân phận của bà trong vương phủ được coi trọng hơn rất nhiều. Năm 371, Tư Mã Dục lên ngôi vua khi bước sang tuổi 51, lấy hiệu là Giản Văn Đế, sắc phong Lý Lăng Dung làm thục phi. Tư Mã Dục không lập ai là hoàng hậu chính thức, nên Lý Lăng Dung làm chủ hậu cung không khác gì một hoàng hậu thực thụ. 2 năm sau, Tư Mã Dục qua đời. Sau đó, con trai đầu, Tư Mã Diệu của Lý Lăng Dung lên làm vua khi mới chỉ 10 tuổi. Và số phận của Lý Lăng Dung một lần nữa lại thay đổi. Mãi cho đến 20 năm sau, Tư Mã Diệu nghe lời em trai mình là Tư Mã Đạo Tử mới chính thức lập mẹ lên làm Hoàng Thái Hậu, trước đó là Hoàng Thái Phi. Sau đó, Tư Mã Diệu qua đời, con trai là Tư Mã Đức Tông kế vị, lập bà nội Lý Lăng Dung của mình làm Thái Hoàng Thái Hậu. Đến năm 400, Lý Lăng Dung qua đời ở tuổi 51, được truy tôn là Văn Hoàng Thái Hậu và được chôn cất tại Mục Bình Lăng, kết thúc cuộc đời của một vị hoàng hậu ngoại lai độc nhất trong lịch sử Trung Hoa phong kiến. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, vị trí danh phận cũng như chức vụ của bà trong thời kỳ này vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong giới sử học. Bởi lẽ có nhiều giả thiết được đặt ra rằng Lý Lăng Dung không chỉ đơn giản là có màu da đặc biệt, số phận đặc biệt và may mắn đặc biệt, mà bà còn là một người mẹ, một mẫu nghi thiên hạ thực thụ. Có giả thiết nói, dù xuất thân là nô tỳ dệt vải, nhưng bà lại có tư chất vô cùng thông minh. Sinh thời hai người con trai của bà không mấy thuận hòa, nhưng bằng trái tim của người mẹ cũng như sự khôn khéo trong cách ứng xử, bà đã can thiệp vào chuyện tranh giành quyền lực của hai người con trai ruột, tránh cảnh nồi ra sáo thịt, đưa nhà Đông Tấn vào thời kỳ hưng thịnh. Năm 395, xung đột giữa Diệu và Đạo Tử, hai con trai bùng nổ, song nhờ sự can thiệp của bà, Diệu đã không loại bỏ em trai mình. Sau này, khi Tư Mã Diệu băng hà, người em Tư Mã Đạo Tử không lên ngôi mà chấp nhận phò tá cháu ruột là Tư Mã Đức Tông. Điều này cũng có công của Lý Lăng Dung. Tuy vai trò cụ thể của bà trong thời Đông Tấn vẫn còn gây nhiều tranh cãi, song giới sử học cho rằng nếu không có sự khéo léo của bà, chuyện của họ nhà Tư Mã đã không hẳn êm đẹp mà sẽ lâm vào cảnh khó lường được. Năm 400, Lý Lăng Dung qua đời ở Điện Hàm Dương, thọ 51 tuổi.